xinh không? Hả? Chiếu chiếu rồi đó. Để mà coi là mình có bị hát giá không? Đó. Hả? Cái gì hay quá trời. Hả? Một người xa cõi trời. Luân Vũ đang có mặt ở chợ Đà Lạt và Luân sẽ muốn một ít đồ để mang về cho mọi người ở nhà. Mà Luân nghĩ đồ mới là nếu mà mình đeo vàng mình hay bị chặt chém đúng không mọi người? Nên Luân sẽ thử đeo vàng xem có bị phân biệt đối xử không. Mình có nhiều vàng lắm mấy bạn, nhưng mà vàng của mình nó lạ lắm. Mọi người bán vàng cho mình, nói cho mình là cái vàng của mình sẽ dùng được khoảng 2 năm. Thì không biết là bảo hành vàng 2 năm là vàng xịn hay là vàng gì. Ủa trời ơi, 2 năm thì nó bay màu. Vậy thì nó là gì? À quên nữa, mình đi chợ mình nói tiếng Anh đó. Mình sẽ nói tiếng Anh, mình xem mình đeo xi măng đồ người ta có để ý không? Trời ơi, sao có tên nặng này nghề nghiệp đó mọi người. Người ta nói là mình đeo nhiều quá nó ú về đó mấy bạn. Nên mình đeo ít thôi. Đeo vừa vừa thôi đó. Nè đẹp không? Xinh không? Đó, chiếu chiếu rồi đó. Nên mình coi là mình có bị hát giá không? À quên nữa, mình phải cho người ta biết mình là người lương thiện. Mình có chuỗi Phật nữa. Rồi, xinh chưa? Xinh đẹp chưa? Thôi mình đi chợ nào. Mình phải có cái ánh đèn này chứ xin nó chiếu mà bạn. Chiếu đủ không? Wow. Excuse me. How much? How much for this one? Oh, 20? This one 20, how much this one? 40? This one. Ủa, 20.000 mắc không? Hay rẻ? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa 20.000 mắc không hay rẻ? Nói giỏi dữ vậy? Nói gì vậy? Hả? Nói tiếng Việt giỏi. Ồ nói tiếng Việt được hả? Chỉ biết nói tiếng Việt hả? À 20 phải không? 20. Ok dạ. One please. Wow look nice. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá sáng. Ăn vô mọi người. Hơi chua nha. Nhưng mà ngon. Em không biết gì hết. Cái cổ tôi hết bà. Không biết gì cho á. Hi, what's good? I don't understand. You don't understand? What tastes good? I just try. Try? Oh, here? I try, okay. What's this? Strawberry? Oh, okay. Oh, yeah. What's this? What's this? Cậu cười nó sao vậy? No speak me. Hang on. Chị ơi, chị ơi. Gì vậy? Chị ơi. Chị biết tiếng Anh không? Yeah. Wi-Fi nghe giùm em được không? Chị đâu biết tiếng Anh á, Wi-Fi nghe được không? Hả? What? Tiếng Việt mà. No, I don't understand you. What's this? Không. Cho lại. Cho xin. Đẹp không? Cho xin. Mua chợ mà. Để cho xin được không? Lấy đi. Phải lấy nhá. Hoặc lấy cái dao mà cắt đi luôn á. Sao xin không? Cho anh chỉ vàng hả? Vàng này á là khi mà em mua người ta bảo hành cho em 2 tháng. 2 tháng mới bay màu. 2 tháng mới bay màu. Từ từ, đi xa. Hello. What's this? Ủa trời ơi. What is it? Hả? Khaki. Different? Khaki. What's khaki? How much? 1 kilo. 200 ngàn. 200 ngàn mắc không cô? 200 ngàn mắc không? Không có mắc. Không có mắc hả? No. Hả? Number one hả? Number 2. This one number 2? Yep. Number 2. Number 2? Number 2. I 2? Yep. Oh, really? Yep. Đặc sản Đà Lạt, hồng treo gió, công nghệ Nhật Bản. Huh? Oh. Okay. Hả? Hả? Oh, I like it. Trong vé, trong vé. You have big bag? À, cái này có to không? À có. Really? Ông chợ của em cho em rồi. Yeah, no need. This one at home nhiều quá rồi. Mày ăn. Em hả? Em đâu học đâu? Không học ai sao chợ.
Sao không nói học? Chứ sao mà nói chuyện việc giỏi vậy? Đi chợ. Đi chợ. Không, no. Sao like? Mắt xám like cái gì? Thôi like gì mà like. Like cha like mẹ. Thôi không ăn nó đâu. Thì không ăn không, no eat. Đó, mình đó giỏi vậy. Cảm ơn nha. How much? 20,000. Is it good? Yes, very good. You sure? Yes. No good, no pay, okay? Yes. I refund for you. You refund for me? Okay. Ăn này chưa? Hả? Ăn chưa? Sorry. Ăn chưa? What? Hả? Nó có biết tiếng Việt đâu, what? No English. Không biết nói tiếng gì đúng không? No, I don't know. Đến từ đâu? Where you from? Thailand. Thailand hả? Yeah. Bangkok? Yeah. Where are you from? Sài Gòn. Sài Gòn. Yeah. Really? Yeah, Sài Gòn. I remember I saw you on TikTok. TikTok hả? Quên đôi mi nhìn theo đường vắng huê, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn dáng lệ. Ôi trời ơi. Lòng cô trong người một người xa cõi trời. Nơi đây phiến gác canh dài. Em đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Ôi hết thương rồi. Ôi đi. Mẹ. Đi. How much? Ôi trời ơi. 300. 200. How much? 120? 50? Yeah, 100. Oh, mình có sai khác không chị? Ủa trời ơi. Không, không biết tiếng Việt, có sai khác không? Để thích quèm không? Thích đẹp không? Đẹp không? Hôm nay vừa đâu, mình sai đâu, đổi sai đâu. Đẹp không? Nó cũng được thôi, lấy cái này đi. Thua chị đó. Ủa camera đâu rồi? À. Cái vàng này 24k hả? 24k luôn. Để được bao lâu? Ồ vậy hả? Mà bà nó là 24k nữa đó. Nó là bà 24k luôn. Thuần vàng 24k nó mềm xèo, cái này cứng ngắc à. Không biết bà làm cái gì mà hay dữ ha. Thôi. Mình đi ăn gì đây? Nha. Bye bye mọi người. Em hỏi chị xíu, Xuyên Đô Lạc sao hiền quá vậy? Sao ai cũng hiền hết trơn vậy? Có. Chỗ ông quậy muốn chết luôn, bà nào cũng nhìn cũng cười, con không có chấn động gì trơn á. Đó chị nha. Buồn quá. Sao ai không biết em gì trời, Sugana luôn. Muốn đi troll mà không có troll nổi luôn. Anh đang troll tụi em á. Anh đang troll tụi em á. Anh đang quay cho kênh hàng xóm Tây. Kênh gì á? Hàng xóm Tây. Em vào xem đi. Ừ. Anh tên Luân Vũ. Hai cái một thôi. Ừ. Cảm ơn em nha. Dạ rồi. Cảm ơn hai đứa.